Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là BY. Chào mừng các bạn đã đến với tiệc ngủ của BY. Ngay bây giờ thì bọn mình sẽ giới thiệu một trò chơi không mới, nhưng mà sẽ là một trò chơi rất là thú vị. Đó chính là Tam Sao Thất Bại. Và ngay bây giờ thì để cho bạn quản trò sẽ phổ biến cái nội dung của cái trò chơi này cho tất cả mọi người. Luật chơi của game như sau: chúng ta sẽ chia thành hai đội, mỗi đội gồm 5 thành viên và từng đội sẽ thi trước. Từng thành viên của đội sẽ được phát cho một chiếc tai nghe chụp đầu để đảm bảo là cách âm tuyệt đối với bên ngoài. Người đầu tiên là người được biết đáp án của chương trình đưa ra là cái từ được gợi ý. Sau khi người đầu tiên đã hiểu thì người đầu tiên sẽ vỗ vai người thứ hai để báo động cho người thứ hai quay lại và diễn tả bằng hành động, bằng khẩu hình miệng, bằng tất cả mọi thứ để cho người thứ hai hiểu. Và cứ nối tiếp như thế thì người thứ hai sẽ vỗ vai người thứ ba cho đến người cuối cùng sẽ là người đoán. Thời gian là 5 phút cho mỗi từ. Nếu như hết 5 phút mà đội vẫn chưa ra được thì người cuối cùng bắt buộc phải đưa ra câu trả lời. Sau 3 lượt chơi, đội nào có số từ đoán đúng nhiều hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Chúc hai đội chơi thành công. Và tiếp theo chúng ta sẽ chia đội chơi. Theo như ban tổ chức đã thông báo thì sẽ có hai đội chơi. Ban tổ chức đã lựa chọn ra hai nhóm trưởng, đó chính là Bùi Nhân và Dương Hồng Công. Bùi Nhân và Dương Hồng Công không nên là nhóm trưởng. Hai nhóm trưởng sẽ lựa chọn thành viên của mình bằng hình thức quẩn tù xì. Và lượt quẩn tù xì đầu tiên bắt đầu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Người lên là đầu tiên. Tỉnh Trang Di. Lựa quẩn tù xì tiếp theo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bình tĩnh hai nhóm trưởng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nhường rồi, nhường rồi. Sao rồi? Rồi. Én. Lên tuần thứ gì tiếp theo? 1, 2, 3. Bạn ơi. Quý đức. Không mẹ. Biết tao, không sao. Lượt cuối cùng. Bắt đầu. 1, 2, 3. Mấy từ? 8 từ. Ăn. Cái gì? Ăn no. Cái gì? Cày ruột. Cày nhá. Cày. Ăn no cày nhá. Ăn phí no lâu. Ăn phí no lâu. Cày sâu tốt lúa. Cày sâu tốt lúa. Ăn kỳ no lâu bày xong tóc lúa. Cái này ăn lâu bày xong tóc lúa. Cái này ăn lâu bày xong tóc lúa. Ăn kỳ.
ăn gì? Ăn ngay thật. Mọi.
mọi tập mọi lành mọi tập mọi lành ăn ngay ngay nói thật mọi thật mọi lành chuyện người thì thối không có thối.